Nói là không đủ sức mọi người ơi, yếu. Sáng giờ chưa ăn cơm. Rồi xin phép mình đi nha. Nếu mà mình có bị ai la này kia là mọi người cùng chịu với mình nha. Tại cái này quay cho mọi người xem á. Đi được đúng không? À. Thử xem á. Sau này cũng nhận đẹp thiệt luôn đó bà. Tới có gần năm lên mà khác dịch tới giờ. Ủa vậy hả con? Dạ vậy con ra, cảm ơn con. Tới đi vòng vòng ở đây à. Dạ dạ. Rồi xin lỗi con ơi. Con không biết. Cái cỡ lại chưa ăn. Lần lần cái cỡ lại. Cái cỡ lại. Mày chưa ăn cơm nè. Rồi. Cảm ơn con ơi. Đi dài lên đây mọi người. Tao không cho vô rồi. Chùa Phật lớn mùa dịch nè. Đặt mai sẽ tổ. Đây là của quyền thất tổ. Nam mô ta bà tổ trụ bồ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô thập phương Phật. Nam mô thập phương Pháp. Nam mô thập phương Tăng. Nam mô Phật tổ Phật thầy. Quan được lãnh đại là chư quan phụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non mọi núi. Tại là Hoài Thương đã đến cây cầu này là cái cầu gì, cầu nâu hả? Cầu đen. Cầu đen. Tại nó màu đen. Cầu đen hả? Cầu bên kia là cầu đỏ đúng không? Đúng rồi, à, tại nó màu đỏ. Bởi vì trên này có hai cây cầu phân biệt nha mọi người, cầu đen cầu đỏ. À, nói cầu đỏ là cầu bên kia đụng trước, còn bên này là cầu đen có Phật Di Lặc qua. À, thì mọi người thấy là chùa Vạn Linh, đây là hồ Thủy Liêm. À, và sẽ đi dài bên chùa Phật Lớn. Ở đây có một cái giống như là một cái dịch phẩm ở đây luôn ta. Đẹp quá ha. Suối nó chảy xuống rồi mọi người. Chạy xuống suối nước cái gì á. Cái này mới có nước thì chắc là tưới tiêu này kia quá. Đúng không? Phải không chỗ đen? Dạ. Mấy cái ống nước này là người ta xài sử dụng phải không? À, tưới cây đúng rồi đó. Còn coi cá rồi, mình coi cá rồi, còn cá bự không? Còn cá bự quá kìa. Dữ lắm luôn á. Cá này là ba con cá... cá chép nè, cá chín tỏ nè. Trời ơi. Mà này không ai chỗ ăn cái gì hết ta. Không. Mình phải tự sống luôn vậy đó hả? Lâu lâu thì có người trên đây cho thả cho ta. À, thả cái gì mà nó sôi bọt dưới ta. Tim á. À. Cũng đói dữ lắm nè, tội nghiệp miếng cá này không có du khách đó mọi người. Không có du khách lại thì vậy đói. Tại vì có du khách thì ta cho nó ăn đúng không? Con mua hố bịch thức ăn để cho ăn. Thôi mình đi dài dài con chùa Phật Lớn thôi ha. Không mất rác thải chất thải xuống hồ. Không biết sao chứ đó tôi phải chụp hình mấy thùng rác lắm này đây. Ứng như tôi chụp hình vậy nè. Thiệt á, hồi đó bây giờ ăn vậy giống như là một cái quan niệm như là phá vỡ môi trường những kiểu vậy. Đi Đà Lạt á chảnh á chụp hình nó vô thùng rác, người ta cười quá trời. Cái gấu hả chứ hả, nó có hình con gấu đúng không? Ờ, gấu gì thùng rác đẹp á, thùng rác mới đó người chụp. Sao thích ngộ ha. Này đó, người ta cho cái xanh này kia ở đây nữa nè, có không đẹp quá luôn. Ở đây chợ mây á tan hết trơn rồi đó ta. Dạ. Dạ, còn mấy quán. À. Nhà mua đồ ăn đây kia đồ gì là ra đâu mua? Dạ, đặt ăn à. Cũng có ra chợ mang thì mua không? Dạ, có. À. Có chùa Phật Lớn có cho mình vào không ta? Thank you.
vắng không ai hết chưa. Mấy ngày là tới đây luôn hả gì nè. Dạ đúng rồi. Cho mình vô tổng rồi. Không được ngồi nơi thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm tại cây Bồ Đề. Còn tháp xá lợi nha anh. Xuống tháp xá lợi mình giới thiệu cái này. Đi đi. Đâu vô được phải không? Không, không. Chỉ điện ngoài đúng không? Từ lúc tới giờ đâu có vô được. Từ lúc dịch tới giờ hả? Không, lúc làm này nha. Vô luôn hả? Lúc đem về tới giờ luôn chứ. Ủa sao được đó, sao chú nghe nói là như thấy mà mấy người mặc áo gì đó người ta vô trong này được mà ta? Lúc đó Khánh Thành. À là Khánh Thành nó cho vô ha. Dạ. Đây là tháp xá lợi. Mà đi vòng vòng được đúng không? Đi vòng vòng được không? Em không biết nữa. Sao biết? Quá hay gì rồi. Thôi khóa thì thôi. Không khóa thì đi được. Hôm nay nó quá rồi. Ủa cái này mở là sao vậy? Có chìa khóa đó, khóa ngộ gì trời. Cháu nghe. Cháu nghe hả? Mà cháu nghe sao nó không qua? Cái này đâu có khóa. Ai? Nãy là không đủ sức mọi người ơi, yếu. Sáng chưa ăn cơm. Con xin phép mình đi nha. Nếu mà mình có bị ai la này kia là mọi người cùng chịu với mình nha. Tại cái này quay cho mọi người xem á. Đi được đúng không? Thử xem sau này công nhận đẹp thiệt luôn á thầy. Tới có gần năm lên mà khác dịch tới giờ. Ủa vậy hả cô? Dạ vậy con ra, cảm ơn cô. Tới đây vòng vòng ở đây à.
Dạ dạ. Rồi xin lỗi cô ơi. Con không biết. Cái cửa lại chưa đang. Lần lần cái cửa lại. Cái cửa lại. Mày chưa ăn cơm nè. Rồi. Cảm ơn cô ơi. Đi dài lên đây mọi người. Tao không cho vô rồi. Như đi làm cái này đi vô bến. Cực lớn. Cửa. Mình đi vào. Chùa Phật lớn mùa dịch nè. Đây thì có mấy cái bức hình cũng rất là đặc biệt. Hiện tượng này là cầu vồng xuất hiện vào lúc là 4 giờ chiều ngày 17 tháng 1. Lúc mà chùa Phật lớn cắt đó mọi người. Cầu vồng ngang. Còn ở đây là bức ảnh như là đang cắt chùa mà như gần thành hay sao nè. Còn ở đây là giống như là cái bức ảnh gì mà ta để chữ là Đức Phật hiện tại Phú Quốc nha. Trong này mình cũng nói chuyện là khẽ khẽ xíu. Đây là ngài tổ sư Đạt Ma. Đạt Ma Sư Tổ. Đây là Cổ Quyền Thất Tổ. Này bộ lưu đẹp lắm. Mình làm lễ. Chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ơn chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lĩnh dự quy cho mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay ngày 17 tháng 10 năm Tân Sửu, con có đi dưới núi Yên Cẩm Sơn. Con đến tại chùa Phật lớn, con làm lễ tổ thầy hồi hương chư Phật. Nhờ đức cả về trên ban bố phước lành cho toàn thể chúng sanh được dạng sự lành, phá tánh vạn dân tiêu tai thành sự giải thoát mê ly, hỗ trợ với đất nước được hòa bình an lạc, dạy cho Phật con được tinh tấn tu hành trên con đường đạo pháp. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Cổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Ai Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Hương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Ba Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiếp Tay Thịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ mình cúng rồi, mình đi ra mình đóng lại. Để làm lại đàng hoàng cho chùa. Bà sẽ đi dài ra phía sau này. Khuôn viên của ngôi chùa. Hồi xưa á mọi người, có người ta đi ta ngủ ở đây nè. Ta ngủ ở tại chùa. Ăn ngủ miễn phí ở đây. Có lúc thì có ăn, có lúc thì không có, nghe nào nói ngay nó thật là như vậy. Thì có lúc người ta nấu, người ta chỗ này chỗ kia thoang phát thì mới có để mà cho
dẫn người bà con chúng ta đi hành hương để mà dùng ăn. À, còn lúc thì không có. Đây thì nhà vệ sinh bên đi thẳng ra đằng sau đó. Đây thì cái khuôn viên ở sau chùa. Nó chỉ là như vậy thôi. Và sẽ đi dài dài tiếp theo nữa ha. Mọi người nhớ đồng hành với chúng tôi nha. Cảm ơn mọi người thân yêu rất là nhiều luôn.